Hello everyone, đây là video để cô ôn tập nốt cùng các bạn. Cô chữa đề số 2 mà cô đã giao các bạn về nhà làm. Và đến tối cô mới gửi để các bạn kiểm tra lại đáp án và cùng chữa bài với cô qua hình thức đó là video và online. Vì các bạn có bảo cô là đến ôn tập vào sáng hoặc chiều nay, nhưng các bạn đã phải có lịch học ở trên trường. Vì vậy nên cô nghĩ đây là hình thức tốt nhất trong lúc này, ok? Để mai các bạn có thể tự tin hơn đi thi, ok? Nào, chúng ta đã làm hai phần nghe của hai đề và cô đã chữa phần đọc và viết của đề số 1 và đây là đề số 2. Đề mà có bài nghe The Great Pyramid of Egypt, ok? Nào, phần reading nha. Tất cả mở phần bài làm của mình ra và cùng chữa với cô như ở trên lớp á. Ok, now let's start. Number 1. Đề bài này. Read the passage about my state holiday. Decide whether the sentences are true or false. Circle 2, T or F. Đọc đoạn dưới đây và về ngày nghỉ Tết của Mai này. Quyết định xem là câu nào là đúng và câu nào là sai. Khoanh T là cho câu đúng, false F là cho câu sai. Ok, now start. Cách làm bài này đó là chúng ta sẽ đọc luôn câu, ok? Sau đó kiểm tra trên bài câu đó đúng hay sai. Nào, this year Tết will come at the end of January. Năm nay Tết sẽ đến vào cuối tháng 1. Trên bài chúng ta nhìn xem nhé. Tết is coming, Tết đang đến này. This year, thấy trùng chưa? Đó, các bạn tìm thông tin trùng khớp gọi là kỹ năng scan. Tết will come at the end of January. Tết will come in late January. Late là cũng là cuối đấy, nghĩa là tháng 1 muộn, nghĩa là đoạn cuối tháng 1. Và đây hai từ này tương tự nhau, late and at the end. Vì vậy đáp án 2. Câu 2. Mai goes to the spring market. Spring market. With her father. Mai đi chợ xuân với mẹ, với bố của cô ấy. Chúng ta kiểm tra nhé. Nhân vật Mai ở đây này. Chúng ta đọc tiếp này, lướt này. Ok, thấy spring market chưa? Spring market. With mother. Thế là thông tin sai đúng không? False. Câu 3. Mai will buy a peach blossom tree. Mua cây đào. Ok, nào kiểm tra nhé. I love watching peach blossom ở đây. Nhưng mà chưa có từ buy đúng không? Nào tìm từ buy nhé. They spirit. We will buy a branch of peach blossom. Branch of peach blossom là một cành đào. Thì đây, mua cây đào. Đáp án là false. Không phải mua cây đâu nhá. Sai thông tin ở đây. Đây là branch. Mua cành, được chưa? Mua cành thôi. Tiếp theo, Mai goes to the fireworks show with her father. Chúng ta kiểm tra thông tin có phải đi xem bật pháo hoa với bố không nhá. Ok, tìm fireworks show và đi với ai nhá. Tiếp theo, fireworks display. Ok, my father take me. Đưa tôi đi. Thế câu này là true. Tiếp, she wants to protect the environment. Cô ấy muốn bảo vệ môi trường. Xem tiếp thông tin environment ở đâu nhé. Environment. Đọc cả câu đó này. I will not pick leaves. Not pick leaves là không hái lộc trên cây. Lý do này. That's not good for the environment. Vì nó không tốt cho môi trường. Câu này, trừ, cô ấy muốn bảo vệ môi trường. Bạn nào mà không dịch được cái từ này này là rất khó để chọn true or false nhá. Protect, bảo vệ môi trường. Rồi, chúng ta đã xong rồi đó. Và những cái từ mà cụm từ mới thì chúng ta sẽ viết ra một chúng ta viết vào vở nhá. Đó là cụm từ mới. Bài này có thể dùng để làm bài nói hoặc cô giáo trên lớp các bạn sẽ ra đề là hãy viết về kỳ nghỉ sắp tới. Đây sẽ là bài mẫu các bạn có thể học thuộc và dựa theo bài này viết thành bài của mình. Ok, bài này rất là hay. Tiếp bài 2 nhé.
Read about Tết holiday. Viết về ngày Tết đây. Hai bài này rất nhiều thông tin hay về ngày Tết. Chúng ta nhặt các cụm từ hoặc các thông tin, tại vì nó đều là ngày Tết chung của tất cả mọi người. Rất là hay. Nào, read about Tết holiday. Fill each blank with the suitable word. Đọc bài về ngày Tết. Điền những thông tin, điền vào mỗi chỗ trống với một từ thích hợp, a suitable word. Nào, Tết holiday is, chúng ta điền gì nhỉ? An important occasion. Tết là một dịp quan trọng ở Việt Nam, in Vietnam. It is the time for family gathering and reunion. Đó là thời điểm mà gia đình đoàn tụ và sum họp. Hai từ mới tí nữa chúng ta sẽ phải viết lại vào vở. Chúng ta nhặt những cái cụm từ mới này, tức là những từ mà đặc trưng về ngày Tết holiday. Tiếp theo nhé. People often prepare for Tết even some weeks. Mọi người thường chuẩn bị cho ngày Tết, thậm chí là một vài tuần. Gì? Đi kỳ nghỉ nhỉ? Khi nào? Trước, trong hay sau kỳ nghỉ? Tất nhiên là chuẩn bị thì phải trước kỳ nghỉ. Before the Tết itself. Trước kỳ nghỉ. Câu số 3. They, họ làm gì nhà cửa và sơn lại tường? Clean. Đó, chúng ta học cả cụm. Clean the houses and paint the walls. Lau dọn dẹp nhà cửa và sơn lại tường. They all want their home to look like for Tết. Họ muốn, tất cả họ đều mong muốn rằng ngôi nhà của họ được trông đẹp hơn vào dịp Tết. On the New Year's Eve, vào dịp Tết năm mới này. The whole family gather and dinner together. Vào dịp năm mới này, tất cả các gia đình đoàn tụ họp lại này, sum vầy lại này, quây quần lại này, cái từ này rất hay. Và gì bữa tối nhỉ? Cùng nhau ăn bữa tối cùng nhau đúng không? Have dinner hoặc eat dinner đều được nhá. Have dinner cũng ăn tối cùng nhau hoặc eat đều được chấp nhận. Ok. They talk about things that happened during the previous year. Họ nói về những thứ đã xảy ra trong cả một năm trước. Bàn bạc lại câu chuyện của năm trước đúng không? Năm nay thì Tết năm nay sẽ nói chuyện về năm 2020. Đó, một năm rất là đặc biệt. And all gì? Tất cả làm sao? Cho may mắn vào năm tiếp theo. Là gì nhỉ? Cầu nguyện, mong muốn. Wish for good luck in the new year. When midnight strikes, khi mà thời khắc nửa đêm ấy, là giao thừa này. They go to enjoy the fireworks. Họ thưởng thức, họ đi ngắm và xem bắn pháo hoa. Những lần trình diễn pháo hoa. Some go to pagodas. Một vài thì đi chùa. Children get lucky money and presents during Tết holiday. Những đứa trẻ này, số nhiều nhá, nhận tiền lì xì và hoặc là quà trong suốt cái kỳ nghỉ lễ Tết đó. Ok, đó, chúng ta đã hoàn thành number 1 and 2 before, 3 clean, 4 have or it is okay, 5 wish. Đó là đáp án, được chưa? Các bạn làm và cùng check với cô. Và bây giờ chúng ta có phần tổng hợp các từ vựng đã học. Đó, tất cả các bạn cùng đọc bài lại, cùng đọc bài với cô. Và đây là các từ chúng ta cô mong muốn học thuộc luôn. Và có một những từ chúng ta rất quen thuộc rồi đấy, dùng được trong cái bài viết của các bạn, được chưa? Nào, the spring market là chợ xuân. Ok, market là chợ này. Spring, mùa xuân, chợ xuân. Ok, easy. The peach blossom and apricot blossom. Cái này các bạn học rồi. Hoa đào và hoa mai. Spirit of Tết là tinh thần hay là không khí Tết, chính trong câu này. Đấy, cái việc mà hoa đào hoa mai, thấy hoa đào hoa mai chính là các bạn đã thấy tinh thần và không khí của Tết đã đến rồi đúng không? Branch of peach blossom, cành đào. Branch là cành, chưa? Trong câu sai này nó là ghi là tree, nó sai đúng không? Bạn mai là bạn chỉ mua cành thôi, thấy chưa?
một cành. Firework display là màn trình diễn pháo hoa. Tiếp, sugar cane là cây mía. Ở đây này, trong bài là bạn ấy nhắc đến là khi bạn đi với bố này, và phần trình diễn pháo hoa vào năm mới, bố tôi đã đưa tôi đến xem cái phần trình diễn đó hàng năm. Sau đó thì chúng tôi mua một vài cây mía, sugar cane, to bring luck home, để mang lại may mắn cho gia đình. Đó, rất nhiều người mua cây dâu hay cây mía đó, mang về nhà sau cái hôm giao thừa ấy. Đó là văn hóa của Việt Nam đó. Tiếp, fireworks display, trình diễn pháo hoa, sugar canes, cây mía. Tiếp, pick leaves, hái lộc. Environment là môi trường. Bạn ấy đã chọn lựa là không hái lộc để bảo vệ môi trường, đúng không? Bứt cây bẻ cành là không tốt, đúng không? Tiếp, đây là phần từ vựng tổng hợp lại của bài số 2. Bài đọc số 2 nhá. An important occasion là một dịp quan trọng. Tiếp, family gathering and reunion là sự đoàn tụ và sum họp gia đình. Gathering, đoàn tụ này, sự sum họp này, sự quây quần này, đó. Tiếp, before the holiday là trước kỳ nghỉ. Clean the houses là dọn dẹp nhà cửa, vừa cô nói rồi đúng không? Paint the walls là sơn lại tường. The whole family gather. Cái từ gather này chúng ta thấy rất nhiều trong cái dịp này đúng không? Ừ. Đâu nhỉ chúng ta? Ok, hai từ, gathering và gather. Gather có nghĩa động từ nhé, quây quần, sum họp. Nhưng gathering danh từ sẽ là sự sum họp, sự đoàn tụ. Have dinner together là cùng ăn tối. Ừ. Cả gia đình quây quần và cùng ăn tối. The previous year là năm trước. Wish for good luck, cầu cho may mắn. Midnight streets là thời khắc lúc giao thừa. Go to the pagodas, đi chùa. Get lucky money or presents, nhận tiền lì xì hay là quà. Được chưa? Cô sẽ chụp lại cái phần này và các bạn sẽ cùng dùng các từ này để viết lại bài của mình. Được chưa? Dựa vào cả hai bài mẫu này để ra một bài về holiday, your holiday, về kỳ nghỉ Tết của mình nhá. The Tết holiday. Tiếp theo, bài số 3 cô chấm chữa nhá. Đó, one reading này, đây là bài, hai bài đọc. Tiếp theo chúng ta có phần writing. Ok, cùng ôn bài nhá. Nào. For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the word in the bracket. You may need to change the word. À, cô sợ clip này nó hơi dài đúng không? Nên cô sẽ tạm dừng và chúng ta sẽ cùng chữa riêng cái này với một clip khác nhé. Vì nó rất là quan trọng, thuộc phần ngữ pháp rồi. Ok?